Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp diện chẩn trị nữ bị sa tử cung. Các bạn làm theo hướng dẫn như sau. Chúng ta dùng hai ngón tay trỏ vuốt từ cánh mũi đi lên đầu chân mày, không vuốt ngược lại. Tôi nhắc lại là chúng ta dùng hai ngón tay trỏ vuốt từ cánh mũi đi lên đầu chân mày, không vuốt ngược. Lưu ý là chúng ta chỉ vuốt đi lên một chiều thôi. Làm như vậy 5 lần một ngày. Mỗi lần có thể vuốt từ 2 đến 30 cái, 2-30 cái. Kiên trì làm cho đến khi hết bệnh. Hy vọng là qua hướng dẫn này có thể giúp các chị em phụ nữ có triệu chứng bị sa tử cung được trị hết bệnh.